Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của TV Pro. Trong video hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cách chia sẻ màn hình iPhone lên TV Samsung tiện lợi và nhanh chóng. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên, muốn chia sẻ màn hình điện thoại lên TV, bạn cần kiểm tra TV có kết nối cùng mạng Wi-Fi với iPhone hay không. Điện thoại và TV giờ đã bắt chung một Wi-Fi. Tiếp theo, các bạn vào phần phản chiếu màn hình trên iPhone, rồi chọn tên của TV để kết nối. Để hoàn thành kết nối, các bạn cần nhập số mã hiển thị trên TV vào điện thoại. Và xong, bạn đã kết nối điện thoại với TV Samsung thành công. Giờ đây các bạn có thể chỉnh chiếu hình ảnh, video, hay lướt Facebook, TikTok hoặc chơi game trên một màn hình lớn hơn. Việc chia sẻ màn hình điện thoại lên TV sẽ rất hữu ích khi bạn muốn xem ảnh, video hoặc chơi game với trải nghiệm hình ảnh tốt hơn. Giờ đây, bạn có thể cùng gia đình, bạn bè xem những thước phim, hình ảnh vui nhộn hoặc cùng chơi một trò chơi để gắn kết thêm tình cảm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của TV Pro. Nếu thấy hay hãy cho chúng tôi một like, một subscribe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.